thấy một cái. Đồ miền Trung là phải cay. Cay. Bé nói lên cái gì giống như chữ âm mà. Cái này để đấy, ừ đúng rồi. Xin chào quý vị khán giả, lại là Cao Xuân Tài đây. Và trước khi bước vào nấu món ăn thì mình sẽ chọn một vị. Rồi trong này Tài không nhìn, Tài muốn là có sự ngẫu nhiên. Tài đã có vị khách cho mình ngày hôm nay. À, hôm nay chương trình chinh phục thực khách đưa ra một cái thử thách cho Tài, đó là món ăn bún cá ngừ. Đặc sản của miền Tây thì mình sẽ nấu món bún. Đây là một món đặc sản của miền Trung. Tài cũng chưa bao giờ nấu món này cả, nhưng mà hôm nay mình sẽ thử xem như thế nào nha. Đầu tiên mình phải xử lý những cái này trước. Anh ơi, sắc cái gì cầm cổ như vậy? Đây đang tới công đoạn sắc thơm. Nhìn sắc thơm là biết dân là biết chuyên nghiệp rồi nha. Ủa sao tự nhiên á? Câu câu nói của em mà sắc nó như vậy? Sắc nó rất luôn. Anh, cái này cá gì vậy? Không sao. Cá này là cá ngừ á. Cá ngừ. Đặc sệt miền Trung luôn nha. Đây. Công đoạn sắc thơm đã xong. Không, cái này quen thuộc quá. Thiệt ra là Tài chưa bao giờ nấu món này luôn á. Nhưng mà Tài nghĩ là cái món này cũng sẽ giống như những cái món canh cá mà Tài nấu ở nhà. Canh cá hả? Khác một chút là khác một số nguyên liệu và rau thơm thôi. Thông báo cho Tài biết là ở nhà bạn gái tôi nấu đồ ăn miền Trung hơi bị dữ đó. Tôi biết nha, biết mấy món này nha. Xả này bây giờ Tài không biết là nên cắt nhỏ hay là cắt to ra ta. Chắc là xả thì mình thường thường là mình sẽ ăn không ăn phần xả đúng không? Ủa Tài nấu mà sao Tài hỏi cắt? Tại món này chưa nấu. Em cũng nghĩ là cắt bự đi, cắt bự đi để mình bỏ ra. Để có gì để giữ thì dễ bỏ ra đúng không? Lỡ như người ta không thích ăn xả. Nấu cá ngừ khó lắm nha. Tại vì cá ngừ là cá biển cho nên là nó sẽ còn cái mùi tanh của cá nhiều. Có rất là nhiều cái cách sơ chế để mà làm cho cái cá ngừ này nó bớt đi cái mùi tanh cá đó. Tại sơ chế sao? Bằng rượu. Cái rượu này thì mình sẽ rửa cá ngừ trước, xong đó để bớt mùi tanh đó thì mình sẽ phi thiệt là nhiều hành nè, những cái nguyên liệu nè. Nó sẽ có tính khử mùi. Nhưng mà mọi người có biết không, nếu mà cá mình khử mùi khử bằng tỏi á nó càng tanh hơn. Mình khử bằng hành nó mới bán được cái mùi tanh của nó. Anh Tài ơi, cay quá ông. Thấy một cái quá trời rồi. Đồ miền Trung là phải cay. Cay. Mà sao chương trình chuẩn bị quá trời ớt luôn. Không những là ớt đỏ nè, xong ớt to, ớt đỏ nhỏ, xong rồi còn ớt xiêm xanh nữa. Mà lúc nãy sao ông trước thì nấu nó là đâm hết, cắt hết, bỏ hết vô. Ủa khoan, Tài ơi, chương trình chúng tôi tới đây là chỉ hỗ trợ bạn. Hỗ trợ thì bạn nói với chương trình chúng tôi là tôi muốn nấu món này, chương trình chúng tôi gửi món ăn cho bạn. Còn bạn nói là chương trình chúng tôi chuẩn bị gì, bạn đem ra bạn cắt hết là không phải. Vậy hả? Ok. Trước đó mà đem nguyên hũ còn gọn chắc dớt luôn á. Không, mấy cái này là muốn xài như tùy tâm nha. Cái đó thì biết. Tại sao Tài nấu một cái món ăn mà lần đầu tiên Tài nấu, Tài lại chọn nấu cái món này? Thì tại vì Tài biết cái món này là đặc sản miền Trung đó, mà Tài là người miền Trung cho nên là mình nấu thử. Hay vậy, Tài sao không biết, không nấu những cái món mình biết đi. Ê, như thế này là mình yêu, ý là biết hiểu, mình yêu quê hương, nhưng mà mình nấu cho những người thân quen mình, nên chúng tôi là những người lạ, mà tại sao các bạn lại dành cho tôi cái vinh dự này á? Thì những người lạ, mình là người miền Trung thì mình muốn đưa cái món ăn miền Trung tới cho những người lạ, đừng quảng bá cái văn hóa người miền Trung á. Rồi lại nó dở rồi sao? Dở là do mình nấu, phải do món ăn đâu. Là bạn xuống đó đâu. Đừng nói rồi. Thôi nhưng mà thấy cái tay thần sát biết làm. Không. Giác là nói không là phải chết thôi. Không, ý là đúng rồi đó. À dạ đúng lắm anh. Trời mừng quá. Vậy sao khách mời tới đây hai chữ không mà đúng rồi đó. Hay ngủ á. Thôi là Tài đổ mồ hôi nhiều quá kỳ quá. Tại vì Coi chừng cay nha. Trời ơi sao mà trời ơi. Em ơi, chồng thì chị lâu rất là chị lâu hờ hững lắm, em hiểu không? Một người đổ mồ hôi này có người lao bên đây cũng đổ mồ hôi quá trời, không ai lao thật sự. Nói thiệt chứ hồi nãy giờ Tài nấu ăn là không đổ mồ hôi luôn á. Bạn lao hay là bây giờ nấu ăn là chưa đổ mồ hôi luôn á, từ khi qua là cắt vô là đổ mồ hôi quá trời. Người ta không có đổ mồ hôi, Tài thuần mình á. Cái tỏi này á thì Tài nên phi, mình để riêng qua một bên xíu, mình nấu canh xong mình để sau nó sẽ... mình phi xong. Hai cái đứa này đó. Ủa, còn có đứa này không ta? Ý là hỏi thiệt nha Linh. Hỏi thiệt á. Thì thường thường là người ta nấu canh chua, canh này chua đúng không? Thì người ta sẽ phi cái tỏi, người ta để một bên xíu, ta nấu xong người ta sẽ để cái đó vô để cho nó thơm cái nồi canh. Tôi né khánh quá trời để chậm tôi. Thôi ơi, Tài ráng nha. Ok. Ráng nha, tôi nhìn vô ngón tay đi Tài. Tại vì chương trình chúng tôi là đủ ngón tay rồi. Tôi nói ghê quá. Chương trình tôi đủ ngón tay. Tôi đi.
Lúc nãy Linh nói có vẻ hợp lý. Mình sẽ gạt tỏi vào đây trước, mình phi tỏi trước, sau đó mình sẽ đem ra mình bỏ vô chén. Để chút nữa mình có thành phẩm rồi mình bỏ tỏi vào sau cho thơm. Wow, nguyên liệu nhìn khó đoán quá ha. Đồ đừng có nói gì là ăn chè quay nữa vậy. Không có đâu, bây giờ em làm tới đâu rồi ta? Nãy giờ em bắt nước sôi để mà nấu cái mắm bò hóc. Ôi, cái này là mắm bò hóc là cái loại mắm đặc biệt của miền Tây. Miền Tây nha. Tức là cái mắm này nó khó chế biến lắm luôn á. Em ơi, dạ. Em có thể chia sẻ cho anh biết là cái cách xử lý của mắm này của em được không? Dạ, bây giờ là mình sẽ bắt nước sôi xong cái mình bỏ một lượng vừa phải vô xong rồi khi mà nó sôi lên thì mình sẽ vớt ra. Ý là mình lấy cái rây mình đổ nước sôi vô, rớt cái nước, lọc cái nước ra. Rồi nó còn cái gì đây nè? Nó còn là mắm. Nó còn cái xương. Mắm mình rồi gắn rồi, nó còn là cái mắm. Nó còn cái xương. Mấy ngày em có ăn thì nấu món gì mà em nấu với mắm bò hóc? Dạ, bún mắm lèo. Ủa sao mà món ăn của em mà anh thấy em có vẻ sao tôi quay mạng quá mọi người ơi. Em ơi, em chia sẻ thật lòng với anh đi. Cái này là em biết nấu hay là em coi ở đâu đó hay là ai đó chỉ em xong rồi em tới đây em chỗ tài? Dạ, ai đó chỉ em ở đây luôn. Wow. Dạ, có một người nào đó ở đây chỉ em. Ồ, thôi để anh giúp cho. Rồi. Hết luôn không hay là như đây thôi? Hay như đây. Ừ. Thôi như đây thôi là sao em? Dạ, thôi được rồi. Không, em phải để dưới nước nè, nó mới ra nước nè đúng không? Nó mới ra thịt, nó mới còn xương lại. Bây giờ nó để cho anh cho hơi nước. Ở đây làm cho em, hôm nay em làm thịt hết đi. Ủa sao kỳ vậy ta? Nó có cài giùm tôi nha mọi người. Em thấy cái mắm bò hóc nó có cái mùi gì không? Còn em để cho mấy chồng làm đi. Làm đi, ý chàng vậy cho. Làm sao mà còn xương nha. Ở đây chương trình được cái là mỗi lần khách mời mà nấu món nào là đồng bào miền đó rung. Sao không? Có sao không em? Dạ, bé. Dạ hổm anh này hết rồi. Cái này để đấy. Ừ đúng rồi. Em cái nhảy bún này nè, em có nướng lên không? Dạ không. Bỏ vô lò nướng nướng giùm bạn đi lên. Ừ, nếu mà em có nướng lên. Kìa lò nướng kìa bé, cho tiện. Bé nướng nhiều lắm hết, cười thôi à. Sợ hãi quá. Cái củ này ăn nó ngoài là mình để ăn nó còn có cọc dục gì nữa không ta? Cái gì? Cái nhảy bún mà. Nhảy bún mình đâu có ăn đâu, nấu thì nó dậy cái mùi lên thôi. Nó sẽ mang cái mùi gì á? Kiểu như gừng vậy đó. Mình nè, hỏi không? Mình ăn cái cảm giác nó sẽ như thế nào? Tôi biết cái này nha, bởi vì tôi thấy nó lạ lạ. Hắn. Ê, nó thơm cái kiểu lạ quá chứ bây giờ hưởng gì. Tội nghiệp mà Quang Khánh không biết giúp gì hết trơn. Anh Tài anh biến hình đâu mất rồi, giúp bạn đi. Đang sao được, Tài là của Tài chứ. Thì học nấu bên kia, đang hơn thua với phụ nữ bên kia mà sao qua đây hỗ trợ được. Cái miệng hết rồi. Cái nồi nước dùng này là em cứ để đó thôi đúng không? Có nồi bỡ xô lên không ai để đó. Dạ, như để đó. Em nấu bún nước lèo bao nhiêu đây nước dùng. Có cái ấy để nấu cái chảo. Ủa, cái chảo xào trong cái thủy tinh này đúng không? Được trong cái nồi cũng được mà, trong cái nồi xào cũng được đó. Được. Nhưng mà anh nghĩ là em phải nấu nước dùng nhiều hơn chứ. Tiếp bỏ thêm nước. Nhiều lên nó giống cái này nó hơi mặn em, anh có cảm giác là nước mắm cốt luôn. Hai đứa đừng có hỏi nữa, ông trời ơi. Cái này nó vậy đó ông mà. Anh có cảm giác như là nó cái này là công thức làm ra nước mắm luôn á, nó nhìn nó màu hơi đậm đó. Mình không nước trước. Chứ mà ai em xào nước mắm. Trời ơi, con nhỏ đang xào mà kêu hứng nước nó khủng hoảng như vậy. Rồi đêm em dập cái này đó. Dập. Ủa, cái kia dập rồi mà, cái kia dập rồi. Em muốn dập thêm mà nó không chịu cho em dập. Bình tĩnh mọi người, bình tĩnh. Ý là nó ngoan cố anh cái cục này nè. Nó cứng quá. Sao không kêu anh dập giùm cho? Không dám nhờ. Thôi em bỏ qua cục đó đi. Khánh dập giùm bạn Khánh. Trời. Coi chừng nước còn trong nồi dầu bắn. Dạ, nồi này nó không có nước anh. Là nhiều dầu dữ chưa? Thêm nữa. Là em làm cái gì? Em làm cái gì? Em làm cái gì sao anh biết? Em xào cái này xong rồi thôi em bỏ này vô đúng không? Ok vậy thôi nhớ được rồi. Thôi được rồi, đừng có nhiều. Sao nãy nói nhiều. Hay là mình anh tưởng em làm cái này. Mấy cái củ tỏi này ra cho nó thơm thơm được không? Xả nữa. Anh dập thôi. Thôi anh dập cho. Thôi rồi, em làm gì đi. Dạ rồi. Rồi, để anh chảo nóng rồi lên. Nóng rồi. Trời ơi, em cho hết cái bột vậy đó hả? Ừ, đại đi cho hết đi. Thôi mày mở em coi chừng nó bắn lên trời nha. Không, không sao, bỏ vô đi, bắn đâu. Đó. Em làm câu cũng sợ á. Rồi sao? Dính nha. Rồi bây giờ nè, anh chỉ nè, em lại mướn thêm nước đi. Dạ. Em mới đổ vô đây thêm. Đổ vô đây đúng không chị? Ừ.
tỷ lệ cách đâu đâu nè, bây giờ nè anh em nghe, anh em nghe là khi mà cái này nó thơm rồi, đầu tiên em đổ cái này trước, em lấy lên xong rồi em đổ cái này cuối cùng. Dạ, okay. Rồi đó, cho bạn làm đi. Đây nè em xào xào này cho nó em đừng có sợ, em đừng có sợ nó bắn, cái nấu ăn em đừng có sợ bắn, không có đau, nó không có đau, nó chỉ bắn em có cảm giác bắn thôi. Rồi ngon. Rồi đổ vào em ơi, cố gắng lên, cố gắng lên, rồi hư cái bếp rồi, ráng lên em. Trời ơi. Rồi 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 rồi, giúp nhiêu đó thôi để bé làm mà công chống không công tâm. Không phải, ý là tôi sợ cháy cái gian bếp lắm, sao là mình không có, mình không có làm show được, ảnh hưởng tới kinh tế của mình á. Không cháy được đâu, ba đứa không cần á, tôi đứng qua tôi thổi mặt ba đứa. Cảm giác bây giờ giống như là lần đầu tiên mà dạy con mình nấu ăn rồi á, giống như là bây giờ người ta mà nấu ăn mà sao đó, gán lên con, gán lên. Đúng rồi con, sớ thịt đầu tiên. Đúng rồi, có chừng, có chừng. Ổn nha. Dạ. Những công thức là em nhớ nêm nếm nha, tới nãy giờ chưa có nêm nếm gì hết. Dạ, con nhớ nha, nhớ. Mắm rồi đó. Mắm nhưng mà phải nêm đường lại cho nó hay là cái gì đó, hiểu không? Dạ, dạ. Có nêm nha, nhớ dạ, nha. Dạ, dạ. Viết chữ nêm 30 lần cho anh, nhớ nha. Nêm đường, nêm đường, nêm đường. Giống như là bạc quá vậy. Rồi. Em bỏ nguyên liệu rồi đúng không? Dạ. Lo quá. Thôi đi đi, đi đi, để con từ từ, từ lớn mấy chị ơi. Con mình từ từ nó lớn. Ráng đi nha, ráng lên nha Châu ơi. Anh em ekip lại hỗ trợ em nó nha. Bây giờ món ăn của Châu cũng đã sẵn sàng rồi. Mình cũng đang rất là nóng lòng, chưa biết được cái vị nó như thế nào, để mời những thực khách dùng thử.